em buồn gì nó thảo thảo lắm anh. Bạn trai thì rất là cần cù chịu khó. Nghe giọng đó là biết cần cù chịu khó hay. Giặt giũ, nấu cơm, em nghĩ là hai người cùng làm, em nghĩ là rất là vui. Một mình làm cũng được, cũng vui vậy. Mời bạn nam. À, mời đi bạn. Mời bạn nữ. Giới thiệu về mình đi. Em chào anh Quyền Linh, Hiếu Tường và toàn thể các khán giả. Em tên là Trần Sơn Hải, năm nay em 26 tuổi. Em đến từ thành phố Buôn thuộc tỉnh Đắk Lắk. Công việc hiện tại của em là lập trình viên ạ. Cuối tuần thì em có làm thêm bên mảng nhà hàng tiệc cưới nhóm trưởng ạ. Ở trên Đắk Lắk luôn hả em? Dạ không, hiện tại em đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh ạ. À, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, mời em giới thiệu. Dạ, chào toàn thể quý vị khán giả trong trường quay ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh ạ. Em tên là Trịnh Thị Hương, em đến từ Đắk Lắk ạ. Công việc hiện tại của em là cũng là lập trình viên. Em đang làm việc ở đâu? Dạ, em đang làm tại công ty là FPT Software ạ. Có khi nào làm chung một cơ quan không ta? Anh làm ở đâu anh ơi? Anh làm ở công ty Sài Gòn Anh Điểm em. Đó là quận mấy anh? Anh làm ở bên quận 5. À, chắc có biết á. Nhưng mà tạm thời chưa nhớ ra. Rồi, mình giới thiệu cho anh nghe luôn về những ưu điểm, khuyết điểm của mình luôn. Đầu tiên là gọn gàng. Thứ hai đó là biết nấu ăn. Thứ ba là tự tin. Khuyết điểm của em thì nhiều lúc con nít, hơi con nít một tí. Hơi trẻ con. Dạ, con nít ham chơi. Thì con nít phải ham chơi thôi. Dạ, còn bạn Nam sao ạ? Ưu điểm của mình á, thì mọi người đánh giá mình là vui vẻ, hòa đồng, rất là hài hước. Trong công việc thì mình rất là nhiệt tình. Mình biết nấu ăn, cũng thích nấu ăn. Nói chung là mình nghĩ là mình là một người mẫu con trai hiện đại. Có thể gọi là nam công trai chánh vậy á. Còn nhược điểm á, mình nghĩ mình là một người sống nặng tình cảm. Mình hay bị tình cảm chi phối với công việc. Khi nào mình buồn á, thì khuôn mặt mình nhìn vào biết mình buồn à. Còn mình vui nhìn vô thì ai biết là mình đang vui. Thì rõ ràng luôn mà đúng không? Dạ, một khuôn mặt em mà buồn nhìn nó thảm lắm anh. Buồn nó thảm lắm anh. Bạn có sở thích gì? Dạ, hình như tất cả môn thể thao như đá banh, cầu lông, bơi lội thì em đều chơi ok ạ. Banh đũa rồi có chơi không? Dạ, banh đũa vẫn nhảy dây chắc là em không chơi ạ. Rồi, mình kể cho nhau nghe về tình trường của mình đi, em gái. Trong công việc thì môi trường thì có rất là nhiều nam. Nhưng mà nam thì những người cảm thấy là thế hợp với mình đó. Thì tìm hiểu hồi, thấy bạn ấy là hình như có người yêu rồi. Tìm những người lớn hơn thì họ có gia đình. Cuối cùng là em tìm hồi không thấy. Rồi em tìm đến đây luôn. Dạ, đúng rồi. Rồi, còn bạn trai thì sao? Mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì chỉ có một mối tình thôi ạ. Quen nhau hơn 4 năm ạ. Wow. Mới chia tay cái tay thì em nghĩ là hơn 1 năm. Cái lý do chia tay thì em nghĩ là do số cầu sinh viên thì hai đứa suy nghĩ khác. Còn khi mà đã cho làm rồi thì mỗi người có một suy nghĩ, quan điểm nó bắt đầu nó khác nhau ạ. Hai đứa quyết định dừng lại rồi hai đứa quyết định là làm bạn nhau ạ. Bây giờ mình muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào nè? Hình tượng của em đó chính là Trịnh Thăng Bình. Ồ, anh cũng thích Trịnh Thăng Bình. Thật à, anh có thuộc bài nào của Trịnh Thăng Bình không anh? Đã lâu không gặp. Thôi hát đi, đừng nói nữa. Mày cho anh hát một đoạn ngắn đi. Nếu em cần một bờ vai em, nếu em cần những phút bình yên, anh sẽ đến ngồi kề bên em. Khi em khóc giọt nước mắt chưa trăng, dấu phong ba anh sẽ đến với em. Cho dù không làm em cười, anh sẽ đến để được khóc cùng em. Và khi em cười nụ cười long lanh, con tim anh hạnh phúc rạng ngời. Anh sẽ đến như bao lần để mình cùng tựa vào vai nhau. Ấn tượng của em về giọng hát của bạn trai như thế nào? Rất là tình cảm ạ. Tình cảm và mình cảm thấy có một cái sự là thật lòng. Bạn trai thì rất là kiểu như là cần cù chịu khó. Nghe giọng thôi là biết cần cù chịu khó hay. Hay vậy ta. Nghe giọng cần cù chịu khó là cũng khó. Bây giờ mình nói tiếp về cái tiêu chuẩn đi. Bây giờ cụ thể thì em muốn người bạn trai mình như thế nào? Muốn bạn nam cao hơn mình thì lý tưởng đó là cao tầm 1m7. Khuôn mặt thì dễ nhìn, không cần đẹp trai đâu, em không cần đẹp trai. Biết quan tâm chăm sóc. Tuy là công việc có khô khan nhưng mà mình hãy xây dựng cái mối quan hệ của mình cho nó thật là ngọt ngào một tí. Ước ăn chút ha, đừng khô quá. Mẫu người nữa là biết san sẻ việc nhà. Em nghĩ mình là một người hiện đại, mình là con trai mà. Thì có gì đâu mình phải không giúp đỡ các bạn nữ. Giặt giũ, nấu cơm, em nghĩ là hai người cùng làm, em nghĩ là rất là vui ạ. Dạ.
Một mình làm cũng được, cũng vui vậy. Rồi cái chuẩn của mình thì sao? Mình thích người bạn gái như thế nào? Dạ em thì em thích mẫu người bạn gái á, phải hiền ạ. Em thích mẫu người gái hiền, nhưng thực sự là người trước em quen á thì lại là cá tính mạnh mẽ. Em thích cái cảm giác là đi đâu đó thì hai đứa cùng nhau đi, có chuyện gì đó thì mình cùng chia sẻ với nhau. Đối với em thì em không muốn giữ bất cứ một cái bí mật nào trong lòng á. Em muốn chia sẻ ra thì mình sẽ thoải mái hơn ạ. Em chào chị. Hồi nãy giờ em nghe thì em hình dung bạn nữ bên này là có cá tính không? À, em nghĩ bạn hiền ạ. Hiền. Dạ. Thì thích mà cũng ngược. Hiền. Dạ, mà em... phải cá tính. Thường mấy người cá tính là mấy người đó không có được hiền. Cá tính là gì? Cá tường nè. Cá tính mà bà hiền dữ lắm. Đúng không? Điều gì em không thích nhất ở người bạn gái? Không thích nhất thì em nghĩ là cách cư xử của mọi người xung quanh à, không xăm mình. Không xăm mình. Ủa xăm có một chút à? Dạ chút cũng được chị, không sao ạ. Xăm ngay trán nè. Dạ thôi. Bây giờ nếu được thì bao lâu mình tiến tới hôn nhân được? Em xác định quan điểm của em là em sẽ về quê lập nghiệp ạ. Năm em 26 tuổi thì về em quê là về đâu? Buôn Ma Thuột ạ. Buôn Ma Thuột. Tầm khoảng 28 tuổi. Em nghĩ lúc đó là độ tuổi mình còn năng động, mình còn sức sống và mình còn nhiều khuyết ạ. Thì em nghĩ lúc đó mình tập nghiệp về quê thì tốt hơn. Hơn một cái là hai bạn là cũng cùng quê. Dạ, nhưng mà không biết là nhưng đó. Mà không biết ta có chịu về quê không? Cái khó em nữa là hiện tại là gia đình em là đang có mình mẹ ở nhà. Cái khó tiếp theo còn nữa là phải làm dâu á. Phải làm dâu. Làm dâu. Rồi, để chị hỏi thử coi sao nha. Mình có làm dâu được không em? Dạ được chị. Được phải không? Bạn có ý định sẽ về quê để mà sinh sống lập nghiệp không? Thật ra thì em rất là mong muốn có một cuộc sống nó bình yên ở ngoài quê. Rồi, vậy là yên rồi đó. Được rồi nghe em trai. Dạ, nghe em thấy vui rồi. Ta có bài hát là ta yêu nhau thì về Buôn Mê Thuột. Ở đâu không quan trọng, ở đâu có tình yêu, có công việc là có sự yên bình, có hạnh phúc. Dạ. Em có tật xấu gì không? Dạ, tật xấu ạ. Mấy bạn trong đồng nghiệp nói là hơi bựa. Hơi bựa hả? Nãy giờ có thấy bựa hiền gì đâu. Quá, mày đâu có bựa gì đâu. Giả sử có một bạn nam mới vô cái, rồi em cũng bắt chuyện nói hồi xong và nói chuyện hồi em bảo là anh ơi em thấy nóng quá em cởi áo ra đây. nhưng mà em đâu có ý gì đâu, em bảo em cởi áo khoác thôi mà. Đấy, vậy thôi ạ. Không sao đâu, đó cũng được. Em ghét gì tật xấu của người đàn ông? Con trai thì em không thích hút thuốc, chơi game và thức khuya quá. Em trai có... Dạ, em thì không hút thuốc ạ, không uống rượu ạ. Có chơi game không? Dạ, game thì em không chơi ạ. Dạ, công nghệ thông tin nhưng em là không chơi game ạ. Có sống ảo không? Dạ, sống ảo, nghĩa là lâu lâu đi chơi thì mình cũng chụp tấm cho người ta biết mình còn tồn tại ạ. Được rồi, bạn trai đây cũng rất là năng động, dễ lý thương đó. Ha. Cùng nhau về bạn quê gái được. Này cũng dễ thương. Nói chung là anh thấy hai bạn hợp đấy. Hôm nay mình có đi với người thân không em? Dạ em đi với bạn của em ạ. Em đi với bạn rồi, cho chị gặp với bạn của dạ. em nha. Em chào mọi người, em chào Quỳnh Linh và chị Cát Tường ạ. Em chào là em. Hiền bạn của Hương ạ. Em thấy thì anh bên này thì tương đối hợp với Hương đấy ạ. Quen Hương lâu rồi á, Hương thì cũng tương đối nội tâm nên là nếu mà hai người mà bắt đầu hẹn hò thì tâm sự và chia sẻ với nhau thì sẽ hiểu nhau hơn ạ. Và em hy vọng hai bạn có thể hẹn hò với nhau. Anh trai đi với ai? Dạ em đi với mấy anh chị đồng nghiệp ạ. Em xin chào anh Quyền Linh và em chào chị Cát Tường, chào tất cả mọi người. Em xin hỏi bạn Hương em bao nhiêu tuổi? Dạ em sinh năm 93 ạ. 93, tại vì nãy giờ chị không nghe tuổi nên là chị sợ, tại vì Hải nó chỉ thích người nhỏ tuổi hơn mình. Nên là nếu mà 93 là quá hợp rồi thì hiện tại là em đang có một cái duyên ở đây rồi. Thì chị mong là hai em có thể tạo được cái phận với nhau. Bây giờ chúng ta sẽ chính thức gặp nhau, trò chuyện trong ít phút để chúng ta tìm hiểu nhau và quyết định. Kéo màn lên. Rồi, anh có món hoa tặng em? Dạ, cảm ơn. Dạ, em muốn tặng anh một chậu hoa hồng, chậu xương rồng ạ. Ok rồi, anh cảm ơn. Ý nghĩa của chậu xương rồng đó là anh hãy đến và mang em đi. Và hy vọng là cái chuyện chúng ta gặp nhau ở đây như thế này thì chúng ta đã có duyên với nhau. Thì em hy vọng là anh sẽ đến và mang em đi. Ok, yes. Em có cảm nhận như thế nào về khi thấy anh? Em rất là run. Không, anh cũng run mà. Anh cũng hồi đó anh tự tin mình là người nhiệt tình hoặc bác vui vẻ, nhưng gặp em anh cũng run thật. Dự định của anh ấy là 2 năm anh về lại Buôn Ma Thuột thì anh định làm gì đó? Thật sự thì nếu em hỏi anh là công việc ổn định hay chưa, anh đã nói là nếu vào đây anh đảm bảo mình sẽ ổn định rồi. Yeah. Còn nếu bảo về quê thì anh nghĩ là mình đã có dự định cho mình tương lai rồi, nhưng bảo có ổn định hay chưa anh nghĩ là mình còn cố gắng nhiều. Vậy là anh đã lập ra kế hoạch và các bước để thực hiện. Anh đã chọn cái hướng đi cho mình về quê rồi. Em cũng đi định về quê hả? Dạ đúng rồi. Tại vì em cũng không thích cuộc sống nó xô bồ quá. Em đến đây là em để trải nghiệm.
Hiện tại thì nhà anh có 5 chị em, anh là út rồi. Dạ. Bố anh chị kia đã có gia đình hết rồi. Dạ. Hiện tại dạ. là mẹ em ở một mình cũng 3-4 năm nay rồi. Anh nghe nói em chấp nhận làm dâu anh rất là vui rồi. Rất là vui. Còn một điều nữa, em hôm nãy quên giới thiệu thì em quê gốc em ở Lạng Sơn và em là người Tày ấy. Thì không biết là anh có cảm anh nghĩ là dân tộc thì anh không quan trọng lắm đâu. Dạ. À thế đấy thì em yên tâm rồi, tại vì đối với em thì em rất là tự tin về điều đó. Anh nghĩ là cũng đâu có sao đâu ta, sau này mình có nhiều ưu đãi mà. Vừa rồi hoa hậu Hoàng Vũ là người Đắk Lắk đó em. Gần nhà anh em. À cách nhà anh có 20 cây thôi. Vài hôm đưa cô đi thi luôn đi. Bây giờ chị hỏi nè, bây giờ là hai bạn tính cái kế hoạch đám cưới là thí dụ như em đã lập đã sẵn kế hoạch là 2 năm là về quê. Và em có định trước là mình sẽ đám cưới trước khi về quê hay sau khi về quê không? Em nghĩ là về quê thì mình mới có thể lập gia đình được ạ. Hôm nay bạn trai hát rồi, bạn gái hát cho bạn trai nghe đi. Em sẽ hát bài Ánh Nắng của em ạ. Từ bao lâu nay em cứ mãi cô đơn bơ vơ, bao lâu rồi ai đâu hay, ngày cứ thế trôi qua miên man riêng em một mình nơi đây. Những phút giây em mong đến tình yêu ấy, giờ đây là anh người em sẽ mãi không quên. Hãy nắm tay nhau đấy. Rồi chúng ta có 30 giây, hãy nhìn nhau, nhắm mắt lại. Mỗi người nói một câu thôi. Anh nghĩ là tới đây thì gặp em thì anh nghĩ cũng rất là vui khi mình cùng quê. Dạ. Anh rất muốn gặp người cùng quê. Dạ. Thì anh nghĩ là hiện tại anh cũng có cảm tình với em. Dạ. Thì quyền lựa chọn lại thuộc về em thôi. Dạ. Chúng ta đã có ít phút để trò chuyện với nhau, cảm nhận về nhau, nhìn thẳng vào nhau. Bây giờ là thời khắc quan trọng nhất, chúng ta đưa ra quyết định của mình. Bấm nút là hẹn hò, tìm hiểu và tiến tới hôn nhân. Không phải bấm nút chỉ để làm bạn. Suy nghĩ thật kỹ nha, rất nhiều người đang theo dõi cái quyết định của chúng ta. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Nào, chúc mừng các bạn nắm tay nhau, ta cùng về Buôn Ma Thuột. Dễ thương lắm, rất xứng đôi. Có lẽ hai bạn đều có một chút xao xuyến và rung động về nhau rồi. Nhìn hình ảnh hai bạn chúng tôi rất là thích, vui và rất hạnh phúc khi thể hiện lên hai gương mặt đó. Chúng ta hình như đã thuộc về nhau rồi đấy. Đây là chiếc vé xem phim cùng rạp Cinebox 212 Lý Chiến Thắng. Mời các bạn đến đó xem phim để hiểu về nhau hơn. Gửi tặng hai bạn phần quà của nhà tài trợ Zumanzel. Một Smart TV 50 inch trị giá 9.800.000 đồng. Dòng TV cao cấp của công ty Pana TV Việt Nam được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản. Pana TV 50 inch sẽ nằm trong ngôi nhà của các bạn nếu như các bạn đồng ý kết hôn. Phần quà dành cho hai bạn là một phiếu mua hàng thời trang cao cấp dành cho cặp đôi từ hệ thống thương hiệu thời trang cấp Couple TX trên toàn quốc. Hãy làm thủ tục của bạn muốn hẹn hò. Anh cho anh một cái nha. Phải lấy thế rồi đàng hoàng. Đúng rồi. Rất dễ thương. Nắm tay nhau thật chặt không buông ra nha. Chúc tình yêu phát triển bền vững. Rồi nắm tay nhau. Phải nắm cho được. Dạ để em điều chỉnh lại chị. Bằng mọi giá phải nắm tay cho dù chúng ta có rất nhiều tiền, rất nhiều quà. Rồi. Cảm ơn hai bạn.